Đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A La Hán chánh đẳng giác, ứng cung, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trường phu, thiên nhân sư, Phật Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn Gotama. Đảnh lễ chánh pháp Đại Tạng Kinh Nguyên Thủy Nikaya. Kinh Địa Nikaya Trường Bộ Kinh. Thật vi diệu thai thánh pháp Nikaya, nay phước duyên con được thọ trì lời Phật thuyết cho người hướng thượng, rất thiết thực từ xưa đến nay. Đấng đại hùng đại lực Thích Ca, ngài đầy đủ đức tánh cao thượng, hướng chúng sinh đi vào nẻo chánh, xa lìa trầm luân cảnh khổ đau, bờ giải thoát thông dong tự tại. Ôi Thế Tôn vĩ đại cao siêu, xin cho con đọc thông hiểu rõ lời sâu màu thượng trí Như Lai. Nam mô Đại Tạng Kinh Nguyên Thủy Nikaya. Kinh số 5. Kinh Cú A. Kinh Cú La Đàn Đầu Cù Ta Đan Đa Sutta. Như vậy tôi nghe, một thời Đức Thế Tôn đang du hành trong xứ Mangala Ma Kiệt Đà cùng với đại chúng tỳ kheo khoảng 500 vị, và đến tại một làng Bà La Môn ở Mahara tên là Khanumata Khứ Nậu Bà Đế. Và tại đây Đức Thế Tôn trú tại vườn Amalathika ở Khanumata. Lúc bấy giờ Bà La Môn Cù Ta Đan Ta ở tại Khanumata, một chỗ dân cư đông đúc, cây cỏ ao nước lúa gạo phì nhiêu, một phương địa do vua Bimbisara Tần Bà Sa La, vua nước Mangada cấp, một ân tứ của vua, một tỉnh ấp. Lúc bấy giờ một đàn tế lớn đang được thiết lập cho Bà La Môn Cù Ta Đa Ta. 700 con bò đực, 700 con bê đực lớn, 700 con bê cái lớn, 700 con dê và 700 con cừu đã được dắt đến trụ tế lễ cho đàn tế. Các Bà La Môn và gia chủ ở Khanumata được nghe Sa Môn Gotama dòng họ Thích Ca, xuất gia từ dòng họ Thích Ca, đang du hành trong nước Mangada với đại chúng tỳ kheo khoảng 500 vị, đã đến tại Khanumata và trú tại vườn Amalathika ở Khanumata. Tín đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi về Thế Tôn Gotama. Đây là Đức Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiền thệ thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trường phu, thiên nhân sư. Khi đã chứng ngộ, ngài đã tuyên bố sự chứng ngộ ấy cho người khác. Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, văn nghĩa cụ túc, và giới thiệu đời sống phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ, trong sạch, tốt đẹp, thay sự chiêm ngưỡng một vị A-la-hán như vậy. Rồi các Bà La Môn và gia chủ ở Khanumata từng đoàn lũ lượt đi ra khỏi Khanumata và đến tại Amalathika. Lúc bấy giờ Bà La Môn Cù Ta Đan Ta Đan Ta đi lên trên lầu để nghỉ trưa. Bà La Môn Cù Ta Đan Ta thấy các Bà La Môn và gia chủ ở Khanumata từng đoàn lũ lượt đi ra khỏi Khanumata và đi đến và đến tại Amalathika. Thấy vậy Bà La Môn Cù Ta Đan Ta liền gọi người gác cửa. Này người gác cửa, vì sao các Bà La Môn và gia chủ ở Cù
Khanumata từng đoàn lũ lượt đi ra khỏi Khanumata và đến tại Apalathika. Tôn giả có Samon Gotama, dòng họ Thích Ca xuất gia từ gia tộc Thích Ca, đang du hành trong nước Mangana với đại chúng tỳ kheo khoảng 500 vị đến tại Khanumata. Và tại đấy, trú ở Apalathika, tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi về Thế Tôn Gotama. Đây là Đức Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng giác minh hạnh túc, hiện thệ thế gian giải vô thường sĩ, điều ngự trường phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nay những người ấy đi đến ý kiến tôn giả Gotama, Bà La Môn Cù Ta Na Ta liền suy nghĩ như sau: Ta nghe nói Sa Môn Gotama am hiểu ba cách thức tế tự và 16 pháp tế. Ta không biết ba cách thức tế tự và 16 tế pháp, và ta muốn cử hành đại lễ đại tế. Vậy ta hãy đến hỏi Sa Môn Gotama ba cách thức tế tự và 16 tế pháp. Rồi Bà La Môn Cù Ta Đa Ta gọi người giữ cửa: Này người giữ cửa, hãy đi đến các Bà La Môn và gia chủ ở Khanumata. Khi đến nơi, hãy nói với những Bà La Môn và gia chủ ở Khanumata như sau: Bà La Môn Cù Ta Đa Ta có nói: Này các hiền giả, hãy chờ đợi. Bà La Môn Cù Ta Đa Ta đã tự thân hành đến ý kiến Sa Môn Gotama. Dạ vâng, người gác cửa ấy vâng lời bảo của Bà La Môn Cù Ta Đa Ta đi đến các Bà La Môn và gia chủ ở Khanumata. Khi đến xong liền nói với các Bà La Môn và gia chủ ở Khanumata: Bà La Môn Cù Ta Đa Ta có nói như vậy. Này hiền giả, hãy chờ đợi. Bà La Môn Cù Ta Đa Ta sẽ tự thân hành đến ý kiến Sa Môn Gotama. Lúc bấy giờ có khoảng vài trăm Bà La Môn ở Khanumata với ý định chúng tôi sẽ dự lễ đại tế đàn của Bà La Môn Cù Ta Đa Ta. Khi các vị Bà La Môn nghe Bà La Môn Cù Ta Đa Ta sẽ đến ý kiến Sa Môn Gotama, những Bà La Môn này đến Bà La Môn Cù Ta Đa Ta. Khi đến nơi liền nói với Bà La Môn Cù Ta Đa Ta: Có phải tôn giả Cù Ta Đa Ta sẽ đến ý kiến Sa Môn Gotama? Này các hiền giả, đó là ý định của ta. Ta sẽ đến ý kiến Sa Môn Gotama, tôn giả Cù Ta Đa Ta. Chớ có đến ý kiến Sa Môn Gotama, thật không xứng đáng cho tôn giả Cù Ta Đa Ta đến ý kiến Sa Môn Gotama. Nếu tôn giả Cù Ta Đa Ta đến ý kiến Sa Môn Gotama, thì danh tiếng của tôn giả Cù Ta Đa Ta bị hao tổn, danh tiếng của Sa Môn Gotama được tăng trưởng. Vì danh tiếng của Sa Môn Cù Ta Đa Ta bị hao tổn và danh tiếng của Sa Môn Gotama được tăng trưởng, do điểm này thật không xứng đáng cho tôn giả Cù Ta Đa Ta đến ý kiến Sa Môn Gotama. Trái lại, thật xứng đáng cho Sa Môn Gotama đến ý kiến tôn giả Cù Ta Đa Ta. Lại tôn giả Cù Ta Đa Ta, hiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ huyết thống thanh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ, không bị một vết vơ nhơ nào, không bị một dèm pha nào về vấn đề huyết thống thọ sanh. Vì tôn giả Cù Ta Đa Ta thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ huyết thống thanh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ, không bị một vết nhơ nào, không bị một dèm pha nào về vấn đề huyết thống thọ sinh. Do điểm này thật không xứng đáng cho tôn giả Cù Ta Đa Ta đến ý kiến Sa Môn Gotama. Trái lại, thật xứng đáng cho Sa Môn Gotama đến ý kiến tôn giả Cù Ta Đa Ta. Lại tôn giả Cù Ta Đa Ta là nhà giàu có, đại phú, sung túc. Lại tôn giả Cù Ta Đa Ta là nhà phúng tụng, là nhà trì chú, thông hiểu ba tập vệ đà với danh nghĩa lễ nghi giữ nguyên,
chú giải và lịch sử truyền thống là thứ năm, thông hiệu ngữ pháp và văn phạm, biệt tài về thuận thế tự nhiên học và tướng của vị đại nhân, lại tôn giả Cù Ta Đa Ta, đẹp trai khả ái, làm đẹp lòng mọi người, với màu da thù thắng, khôi ngô tuấn tú, cử chỉ trang nhã, dáng điệu cao thượng. Lại tôn giả Cù Ta Đa Ta có đức hạnh, có đức độ cao dày, đầy đủ giới hạnh cao dày. Lại tôn giả Cù Ta Đa Ta thiện ngôn, dùng lời thiện ngôn, lời nói tao nhã, ý nghĩa minh bạch, giọng nói không bập bẹ, thiều phào, giải thích nghĩa lý minh xác. Lại tôn giả Cù Ta Đa Ta là bậc tôn sư trong các hàng tôn sư của nhiều người, dạy 300 thanh niên Bà La Môn đọc tụng chú thuật. Thanh niên Bà La Môn từ nhiều phương, từ nhiều nước thiết tha với chú thuật đến với tôn giả Cù Ta Đa Ta để học thuộc lòng các chú thuật. Tôn giả Cù Ta Đa Ta đi cao lạp lớn, bậc lão thành đến tuổi trưởng thượng, còn Sa Môn Gotama thì trẻ tuổi xuất gia chưa được nhiều năm. Tôn giả Cù Ta Đa Ta được vua Seniya Bimbisara Tần Bà Sa La xứ Mangada Ma Kiệt Đà kính trọng, tôn sùng, chiêm ngưỡng, kính lễ, trọng vọng. Tôn giả Cù Ta Đa Ta được Bà La Môn Phokharasati kính trọng, tôn sùng, chiêm ngưỡng, kính lễ, trọng vọng. Tôn giả Cù Ta Đa Ta sống ở Khà Nu Ma Ta, một địa phương dân chúng đông đúc, cỏ cây ao nước phì nhiêu, lúa gạo sung túc, một vương địa, một lãnh địa, một tịnh thí địa, một ân tứ của vua Senayi Bimbisara xứ Mangada. Vì tôn giả Cù Ta Đa Ta sống ở Khà Nu Ma Ta, một địa phương dân chúng đông đúc, có cây ao nước phì nhiêu, lúa gạo sung túc, một địa phương lãnh địa, một tình thí địa, một ân tứ của vua Senayi Bimbisara nước Marada. Do điểm này, thật không xứng đáng cho tôn giả Cù Ta Đa Ta đến ý kiến Sa Môn Gotama. Trái lại, thật xứng đáng cho Sa Môn Gotama đến ý kiến tôn giả Cù Ta Đa Ta. Khi nghe nói vậy, Bà La Môn Cù Ta Đa Ta nói với những vị Bà La Môn ấy: các hiền giả, hãy nghe ta giải thích vì sao thật xứng đáng cho chúng ta đến ý kiến Sa Môn Gotama, trái lại không xứng đáng cho Sa Môn Gotama đến ý kiến chúng ta. Này các hiền giả, thật vậy, Sa Môn Gotama thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết thống thanh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ, không bị một vết nhơ nào, không bị một dèm pha nào về vấn đề huyết thống thọ sanh. Này các hiền giả, vì Sa Môn Gotama thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết thống thanh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ, không bị một vết nhơ nào, không bị một dèm pha nào về vấn đề huyết thống thọ sanh. Do điểm này, thật không xứng đáng cho Sa Môn Gotama đến ý kiến chúng ta, trái lại thật xứng đáng cho chúng ta đến ý kiến Sa Môn Gotama. Này các hiền giả, Sa Môn Gotama xuất gia từ bỏ nhiều vàng bạc cả loại đang chôn dưới đất lẫn loại trên mặt đất. Này hiền giả, Sa Môn Gotama trong tuổi thanh xuân tóc còn đen nhánh, trong tuổi trẻ đẹp của thời niên thiếu, đã xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Này các hiền giả, thật vậy, Sa Môn Gotama dầu song thân không đồng ý khóc than, nước mắt thấm ướt cả mặt, vẫn cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Này các hiền giả, thật vậy, Sa Môn Gotama đẹp trai khả ái, làm đẹp lòng mọi người với màu da thù thắng, khôi ngô tuấn tú, cử chỉ trang nhã, dáng điệu cao thượng.
Này các hiền giả, thật vậy Sa môn Gotama có đức hạnh, gìn giữ giới của bậc thánh, có thiện đức, đầy đủ thiện đức. Này các hiền giả, thật vậy Sa môn Gotama thiện ngôn, dùng lời thiện ngôn, lời nói tao nhã, ý nghĩa minh bạch, giọng nói không bập bẹ phiều phào, giải thích nghĩa lý minh xác. Này các hiền giả, thật vậy Sa môn Gotama là bậc tôn sư của các hàng tôn sư của nhiều người. Này các hiền giả, thật vậy Sa môn Gotama đã diệt trừ tham dục, đã từng dứt bỏ mọi sao động của tâm. Này các hiền giả, thật vậy Sa môn Gotama chủ trương về nghiệp, chủ trương về hành động, đặt trọng tâm vào chí thiện khi thuyết pháp với chúng Bà La Môn. Này các hiền giả, thật vậy Sa môn Gotama xuất gia từ chủng tộc cao quý, từ dòng họ sát đế lỵ thanh tịnh. Này các hiền giả, thật vậy Sa môn Gotama xuất gia từ chủng tộc khá giả, đại phú, tài sản sung mãn. Này các hiền giả, thật vậy dân chúng băng ngàn vượt biển, băng qua nhiều địa phương, băng qua nhiều quốc độ đến hỏi đạo Sa môn Gotama. Này các hiền giả, thật vậy có hàng ngàn thiên nhân đến quy y Sa môn Gotama. Này các hiền giả, thật vậy tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi về Sa môn Gotama. Ngài là bậc Thế Tôn A-la-hán chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian dạy, vô thượng sĩ, điều ngự trường phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Này các hiền giả, thật vậy Sa môn Gotama có đầy đủ 32 tướng tốt của bậc đại nhân. Này các hiền giả, thật vậy Sa môn Gotama nói lời chào đón thân thiện, tao nhã, sang trọng, chân thật, thẳng thắn, nói lời có dẫn chứng. Này các hiền giả, thật vậy Sa môn Gotama được bốn chúng kính trọng, tôn sùng, chiêm ngưỡng, kính lễ, trọng vọng. Này các hiền giả, rất nhiều thiên nhân tín ngưỡng Sa môn Gotama. Này các hiền giả, thật vậy ở đây tại làng nào, thôn ấp nào Sa môn Gotama cư trú, thì tại làng ấy, tại thôn ấp ấy, các loại phi nhân không làm hại loài người. Này các hiền giả, thật vậy Sa môn Gotama là giáo hội chủ, giáo phái chủ, giáo phái sư, được tôn là tối thượng trong các tổ, giáo tổ. Này các hiền giả, danh tiếng của một Sa môn Bà La Môn dựa trên những bằng chứng không đâu. Danh tiếng của Sa môn Gotama dựa trên trí đức vô thượng của Ngài. Này các hiền giả, thật vậy vua Senagi Bipisara nước Mangada cùng với vương tử, cung phi, thị tùng, đại thần đều quy y Sa môn Gotama. Này các hiền giả, thật vậy vua Vasenaji nước Kosala cùng với vương tử, cung phi, thị tùng, hậu cần đều quy y Sa môn Gotama. Này các hiền giả, thật vậy Bà La Môn Phokhara Sati cùng với các con, vợ, thị giả đều quy y Sa môn Gotama. Này các hiền giả, thật vậy Sa môn Gotama được vua Senagi Bipisara nước Kosala kính trọng, tôn sùng, chiêm ngưỡng, kính lễ, trọng vọng. Này các hiền giả, thật vậy Sa môn Gotama được vua Basenagi nước Kosala kính trọng, tôn sùng, chiêm ngưỡng, kính lễ, trọng vọng. Này các hiền giả, thật vậy Sa môn Gotama được Bà La Môn Phokhara Sati kính trọng,
tôn sùng chiêm ngưỡng kính lễ trọng vọng. Này các hiền giả, thật vậy Sa môn Gotama đã đến Khanumata và đang ở tại Apalathika. Những Sa môn, những Bà La môn nào đến ruộng làng chúng ta đều là khách của chúng ta. Đối với khách, chúng ta phải kính trọng, tôn sùng, chiêm ngưỡng, kính lễ, trọng vọng. Này các hiền giả, nay Sa môn Gotama đã đến Khanumata, đang ở tại Apalathika. Như vậy Sa môn Gotama là khách của chúng ta, và đã là khách, chúng ta phải kính trọng, tôn sùng, chiêm ngưỡng, kính lễ, trọng vọng. Do điểm này thật không xứng đáng cho tôn giả Gotama đến ý kiến chúng ta, thật xứng đáng cho chúng ta đến ý kiến Sa môn Gotama. Này các hiền giả, đó là những ưu điểm mà ta được biết về tôn giả Gotama. Tôn giả Gotama không phải có chừng ấy ưu điểm mà thôi. Tôn giả Gotama có đến vô lượng ưu điểm. Khi nghe nói vậy, các bà la môn ấy nói với bà la môn Cù-ta-đa-ta: Tôn giả Cù-ta-đa-ta đã tán thán Sa môn Gotama như vậy, dầu cho người của gia tộc ở xa tôn giả Gotama đến 100 do tuần cũng đều do người ấy đi đến ý kiến Sa môn Gotama, dầu phải đem theo lương thực. Do vậy tất cả chúng tôi sẽ đi đến ý kiến Sa môn Gotama. Lúc bấy giờ bà la môn Cù-ta-đa-ta cùng với đại chúng bà la môn đi đến Apalathika, đến tại chỗ Đức Thế Tôn ở. Sau khi đến liền nói lời thân ái chào đón, chúc tụng rồi ngồi xuống một bên. Các bà la môn và gia chủ ở Khanumata có người đảnh lễ Sa môn Gotama rồi ngồi xuống một bên, có người nói lời thân ái chào đón chúc tụng với Sa môn Gotama rồi ngồi xuống một bên, có người chắp tay vái chào Sa môn Gotama rồi ngồi xuống một bên, có người nói tên và dòng họ rồi ngồi xuống một bên, có người yên lặng rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, bà la môn Cù-ta-đa-ta bạch Đức Thế Tôn: Tôn giả Gotama, tôi được nghe như sau. Sa môn am hiểu ba cách thức tế tự và 16 tế vật. Tôi không biết đến ba tế tự và 16 tế vật, và tôi muốn cử hành đại tế lễ tự. Tốt đẹp thay, nếu tôn giả Gotama giảng cho chúng tôi ba cách tế tự 16 tế vật. Này bà La Môn, ông hãy nghe và suy nghĩ kỹ, ta sẽ nói. Dạ vâng. Bà La Môn Cù-ta-đa-ta trả lời Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn thuyết như sau: Này bà La Môn, thời xưa có một vua tên là Mahavicha, giàu có, đại phú, tài sản sung mãn, có nhiều vàng bạc, có nhiều vật dụng, có nhiều tài vật ngũ cốc, kho tàng sung mãn. Này bà La Môn, một hôm khi vua Mahavichita đang ngồi yên lặng tại một tịnh xá, sự suy tư sau đây được khởi lên: Ta nay đặng vô thượng tài bảo thuộc gian gian, chinh phục đại địa cầu và sống an trú như vậy, ta hãy tổ chức đại lễ tế đàn, và nhờ vậy ta sẽ hưởng được hạnh phúc an lạc lâu dài. Này bà La Môn, vua Mahavichita liền cho mời vị bà La Môn chủ tế và nói: Này bà La Môn, trong khi ta đang ngồi yên lặng tại một tịnh xứ, sự suy tư sau đây khởi lên: Ta nay đặng vô thượng tài bảo thuộc nhân gian, chinh phục đại địa cầu và an trú như vậy, ta hãy tổ chức đại lễ tế đàn, và nhờ vậy ta sẽ được hưởng hạnh phúc an lạc lâu ngày. Này bà La Môn, ta muốn tổ chức đại lễ tế đàn,
Khanh hãy khuyên ta như thế nào để ta được hưởng hạnh phúc an lạc lâu ngày. Này Bà La Môn, khi nghe nói vậy, vị Bà La Môn chủ tế tâu với vua Ma Hà Vichita như sau: Đại vương, quốc vương này chịu tai ương, chịu ắt nạn, đầy dẫy bọn cướp làng, đầy dẫy bọn cướp ấp, đầy dẫy bọn cướp đô thị, đầy dẫy bọn cướp đường, trong quốc độ chịu tai ương, chịu ách nạn như vậy. Nếu Tôn Vương đánh thuế má mới như vậy, Tôn Vương có ý nghĩ: ta hãy trừ diệt bọn giặc cỏ này, hoặc bằng tự hình, hoặc bằng cấm cố, hoặc bằng phạt vạ, hoặc bằng khiển trách, hoặc bằng tận xuất, nhưng bọn giặc cỏ này sẽ không bị diệt trừ một cách hoàn toàn. Những bọn còn lại không bị hình phạt sau khi tiếp tục hành trình vương quốc này. Nhưng nếu theo phương pháp sau đây, bọn giặc cỏ ấy sẽ được trừ diệt một cách hoàn toàn. Những vị nào trong quốc độ nhà vua nỗ lực về nông nghiệp và mục xúc, Tôn Vương hãy cấp cho những vị ấy hột giống và thực vật. Những vị nào trong quốc độ nhà vua nỗ lực về thương nghiệp, Tôn Vương hãy cấp cho những vị ấy vốn đầu tư. Những vị nào trong quốc độ nhà vua nỗ lực về quan chức, Tôn Vương hãy cấp cho những vị ấy vật thực và lương bổng. Và những người này chuyên tâm vào nghề riêng của mình, sẽ không nhiễu hại quốc độ nhà vua, và ngân quỹ nhà vua sẽ được dồi dào, quốc độ sẽ được an cư lạc nghiệp, không có tai ương, ách nạn, và dân chúng hoan hỷ vui vẻ, cho con nhảy trên ngực, sống chẳng khác gì với nhà cửa mở rộng. Vân Tôn giả: Này Bà La Môn, vua Ma Hà Vichita vâng theo lời khuyên của Bà La Môn chủ tế. Những vị nào trong quốc độ nhà vua nỗ lực về nông nghiệp và mục xúc, Tôn Vương Ma Hà Vichita cấp cho những vị ấy hột giống và thực vật. Những vị nào trong quốc độ nhà vua nỗ lực về thương nghiệp, Tôn Vương Ma Hà Vichita cấp cho những vị ấy vốn đầu tư. Những vị nào trong quốc độ nhà vua nỗ lực về quan chức, Tôn Vương Ma Hà Vichita cấp cho những vị ấy vật thật và lương bổng. Và những người này chuyên tâm về nghề của mình, không còn nhiễu hại quốc độ nhà vua, ngân quỹ nhà vua được dồi dào, quốc độ được an cư lạc nghiệp, không có tai ương, không có ách nạn, và dân chúng hoan hỷ vui vẻ, cho con nhảy trên ngực, sống bạc chẳng khác gì với nhà cửa mở rộng. Rồi này Bà La Môn, vua Ma Hà Vichita cho mời vị Bà La Môn chủ tế và nói: Này khanh, ta đã diệt trừ bọn giặc cỏ nhờ áp dụng phương pháp này, ngân quỹ của ta được dồi dào, quốc độ được an cư lạc nghiệp, không có tai ương, không có ách nạn, và dân chúng hoan hỷ vui vẻ, cho con nhảy trên ngực, sống chẳng khác gì với nhà cửa mở rộng. Này Bà La Môn, ta muốn tổ chức đại lễ tế đàn, khanh hãy khuyên ta như thế nào để ta được hưởng hạnh phúc an lạc lâu ngày. Vậy Tôn Vương, hãy cho mời tất cả những vị sát đế lỵ trong quốc độ nhà vua cùng với các chư hầu cả tại tỉnh thành và ngoài tỉnh thành và nói: Này các khanh, ta muốn tổ chức đại tế đàn, các khanh hãy tán thành để ta được hưởng hạnh phúc lâu an lạc lâu ngày. Đối với tất cả những đại thần trong quốc độ nhà vua cùng với quyến thuộc cả tại tỉnh thành và ngoài tỉnh thành, tất cả những gia chủ phú hào cả đại tỉnh thành và ngoài tỉnh thành, Tôn Vương hãy mời những vị ấy và nói:
Này các khanh, ta muốn tổ chức đại lễ tế đàn. Các khanh hãy tán thán để ta được an hưởng an lạc hạnh phúc lâu dài. Này Bà La Môn, vua Maha Vichita, theo nghe theo vị Bà La Môn chủ tế cho mời tất cả những vị sát đế lỵ trong quốc độ nhà vua cùng với các chư hầu cả tại tỉnh thành và ngoài tỉnh thành và nói: Này các khanh, ta muốn tổ chức đại lễ tế đàn. Các khanh hãy tán thán để ta được hưởng hạnh phúc an lạc lâu ngày. Tôn vương hãy tổ chức tế đàn. Đại vương, tế đàn này là hợp thời đối với tất cả những vị, những đại thần trong quốc độ, nhà vua cùng với quyến thuộc cả tại tỉnh thành và ngoài tỉnh thành, tất cả những vị Bà La Môn và đại gia chủ cả tại ngoài tỉnh thành và ngoài tất cả những gia chủ phú hào cả tại tỉnh thành và ngoài tỉnh thành, vua Maha Vichita mời những vị ấy và nói: Này các khanh, ta muốn tổ chức đại lễ tế đàn. Các khanh hãy tán thành để ta được hưởng hạnh phúc an lạc lâu ngày. Đại vương hãy tổ chức tế đàn. Đại vương, tế đàn này là hợp thời. Như vậy, bốn đại chúng đã thừa nhận tế đàn để trở thành những yếu kiện cho lễ tế đàn này. Vua Maha Vichita có tám đức tánh sau đây: thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết thống thanh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ không bị một vết nhơ nào, không có một dèm pha nào về vấn đề huyết thống thọ sanh, đẹp trai khả ái, đẹp lòng mọi người, màu da thù thắng, khôi ngô tuấn tú, cử chỉ trang nhã, dáng điệu cao thượng, là nhà giàu có, đại phú sung túc, tài sản đầy dãy vàng và bạc, đầy dãy tài bảo, đầy dãy sản nghiệp, ngũ cốc, thương khố sung mãn có uy lực, đầy đủ bốn loại quân chủng, chinh phục địch quân, như với oai danh của mình. Có tính tâm, có từ tâm, một thí chủ nhà cửa nhà mở rộng, một giếng khơi cho sa môn Bà La Môn bần cùng nghèo khó, khất sĩ một vị làm các công đức, bác học trong mọi vấn đề, không hiểu ý nghĩa của lời nói. Đây là ý nghĩa của lời nói. Đây là ý nghĩa của lời nói này. Nhà bác học tinh luyện, sáng suốt và có thể suy tư về những vấn đề về quá khứ, vị lai, hiện tại. Vua Maha Vichita có đầy đủ tám đặc tánh này. Chính tám đặc tánh này làm những yếu kiện cho tế đàn ấy. Vị Bà La Môn chủ tế có đầy đủ bốn đức tánh: thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết thống thanh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ không bị một vết nhơ nào, không có một dèm pha nào về vấn đề huyết thống thọ sanh, là nhà phúng tùng, là nhà trì chú, không hiểu ba tập Vệ Đà với danh nghĩa lễ nghi giữ nguyên, chú giải và lịch sử truyền thống là thứ năm, không hiểu ngữ pháp và văn phạm biệt tài về thuần thế tự nhiên học và tướng của vị đại nhân đức có đức hạnh, đức độ cao dày, đầy đủ giới hạnh cao dày, bác học tinh luyện, sáng suốt, là nhà cầm muộn thứ nhất hay thứ hai. Vì Bà La Môn chủ tế có đầy đủ bốn đức tánh này, chính bốn đức tánh này làm những yếu kiện cho tế đàn ấy. Này Bà La Môn, vì Bà La Môn chủ tế trước khi làm lễ tế đàn có giảng ba pháp cho vua Maha Vichita. Trước khi muốn làm lễ tế đàn, nếu tôn vương có sự hối tiếc. Thật vậy, một phần lớn tài sản của ta sẽ bị tiêu hao.
Tôn Vương không có sự hối tiếc này, trong khi đang làm lễ đại tới đàn. Nếu Tôn Vương có sự hối tiếc thật vậy, một phần lớn tài sản của ta bị tiêu hao, Tôn Vương không nên có sự hối tiếc này khi đã làm lễ đại tế đàn. Nếu Tôn Vương có sự hối tiếc thật vậy, một phần lớn tài sản của ta đã bị tiêu hao, Tôn Vương không nên có sự hối tiếc này. Này Bà La Môn, vì Bà La Môn chủ tế trước khi làm lễ tế đàn có ba giảng, có giảng ba pháp cho vua Ma Hà Vichita. Này Bà La Môn, vì Bà La Môn chủ tế trước lễ tế đàn để ngăn chặn sự hối tiếc theo 10 cách có thể khởi lên đối với 10 người tham dự lễ tế đàn, đã nói với vua Ma Hà Vichita: Tôn Vương, có những người sát sanh đến, có những người sát sanh đến đại tại lễ tế đàn và có người không sát sanh. Ở đây, đối với người không sát sanh, hãy để cho chúng yên. Ở đây, đối với những người không sát sanh, hãy tổ chức tế đàn một cách khiến nội tâm của chúng được an vui hoan hỷ. Tôn Vương, có những người lấy của không cho đến tại lễ tế đàn và có những người không lấy của không cho, có những người tà dâm, có những người không tà dâm, có những người nói láo và có những người không nói láo, có những người nói hai lưỡi và có những người không nói hai lưỡi, có những người nói lời độc ác và có những người không nói lời độc ác, có những người nói lời phù phiếm và có những người không nói lời phù phiếm, có người có lòng tham, có những người không có lòng tham, có những người không có lòng sân và có những người không có lòng sân, có những người có tà kiến và có những người có chánh kiến. Ở đây, đối với những người có tà kiến, hãy để cho chúng yên. Ở đây, đối với những người có chánh kiến, hãy tổ chức tế đàn một cách khiến nội tâm của chúng được an vui hoan hỷ. Này Bà La Môn, vì Bà La Môn chủ tế trước lễ tế đàn ngăn chặn sự hối tiếc theo người 10 cách có thể khởi lên đối với những người tham dự lễ tế đàn. Này Bà La Môn, vì Bà La Môn chủ tế khi vua đang làm lễ tế đàn đã khuyến giáo tượng lệ kích thích làm tâm của vua hoan hỷ với 16 phương pháp trong khi Tôn Vương đang tổ chức đại tế đàn. Nếu có người nói vua Ma Hà Vichita tổ chức đại lễ tế đàn nhưng không mời các vị sát đế lỵ thân tộc ở tỉnh thành và ngoài tỉnh thành, Tôn Vương tổ chức đại lễ tế đàn như vậy, lời nói về Tôn Vương như vậy là không đúng sự thật. Tôn Vương đã có mời các vị sát đế lỵ thân tộc ở tỉnh thành và ngoài tỉnh thành. Do vậy, Tôn Vương nên biết, hãy tổ chức lễ tế đàn một cách khiến nội tâm được an vui hoan hỷ. Trong khi Tôn Vương đang tổ chức đại tế đàn, nếu có người nói vua Ma Hà Vichita tổ chức đại lễ tế đàn nhưng không mời các vị đại thần quyến thuộc ở tỉnh thành và ngoài tỉnh thành, Bà La Môn, đại gia ở tỉnh thành, Tôn Vương tổ chức lễ tế đàn ở ngoài tỉnh thành, cư sĩ phú hào ở tỉnh thành và ngoài tỉnh thành, Tôn Vương tổ chức lễ tế đàn như vậy, lời nói về Tôn Vương như vậy là không đúng sự thật. Tôn Vương đã có mời các vị cư sĩ phú hào ở tỉnh thành và ngoài tỉnh thành. Do vậy, Tôn Vương nên biết, hãy tổ chức lễ tế đàn một cách khiến nội tâm được an vui hoan hỷ.
khi tôn vương đang tổ chức lễ tế đàn, nếu có người hỏi vua Maha Vichita tổ chức đại lễ tế đàn nhưng không mời các vị đại thần quyến thuộc ở tỉnh thành và ngoài tỉnh thành, Bà La Môn, đại gia ở tỉnh thành và ngoài tỉnh thành, cư sĩ phú hào ở tỉnh thành và ngoài tỉnh thành, tôn vương tổ chức lễ đại tế đàn như vậy, lời nói về tôn vương như vậy là không đúng sự thật. Tôn vương đã có mời các vị cư sĩ phú hào ở tỉnh thành và ngoài tỉnh thành. Do vậy tôn vương nên biết hãy tổ chức lễ tế đàn một cách khiến nội tâm được an vui hoan hỷ. Trong khi tôn vương đang tổ chức đại lễ tế đàn, nếu có người hỏi vua Maha Vichita tổ chức đại lễ tế đàn nhưng không thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết thống không thanh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ, không phải không bị vết nhơ, một dèm pha nào về vấn đề huyết thống thọ sanh, tôn vương tổ chức lễ đại tế đàn như vậy, lời nói về tôn vương như vậy là không đúng sự thật. Tôn vương thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết thống thanh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ, không bị một vết nhơ nào, một dèm pha nào về vấn đề huyết thống thọ sanh. Do vậy, tôn vương nên biết hãy tổ chức tế đàn một cách khiến nội tâm được an vui hoan hỷ. Trong khi tôn vương đang tổ chức đại tế đàn, nếu có người nói vua Maha Vichita tổ chức đại lễ tế đàn nhưng không đẹp trai khả ái, làm đẹp lòng mọi người với màu da thù thắng khôi ngô tuấn tú, cử chỉ trang nhã, dáng điệu cao thượng, không phải là nhà giàu có, đại phú, sung túc tài sản, đầy dẫy vàng và bạc, đầy dẫy tài bảo, đầy dẫy tài sản nghiệp, ngũ cốc, thương khố, sung mãn, không có uy luật, đầy đủ bốn loại quân chủng, chinh phục địch quân với oai danh của mình, không có tính tâm, không có từ tâm, không phải một thí chủ cửa nhà rộng mở, một giếng khơi cho sa môn bà la môn bần cùng nghèo khó, khất sĩ, một vị làm các công đức, không phải là vị bác học mọi vấn đề, không thông hiểu ý nghĩa của lời nói. Đây là ý nghĩa của lời nói này. Không phải là nhà bác học tinh luyện sáng suốt và có thể suy tư về những vấn đề quá khứ, vị lai hiện tại. Tôn vương tổ chức lễ đại tế đàn như vậy, lời nói về tôn vương như vậy, tôn vương tổ chức lễ đại tế đàn như vậy, lời nói về tôn vương như vậy không đúng sự thật. Tôn vương là nhà bác học tinh luyện sáng suốt và có thể suy tư về vấn đề quá khứ, vị lai hiện tại. Do vậy tôn vương nên biết hãy tổ chức tế đàn một cách khiến nội tâm được an vui hoan hỷ. Trong khi tôn vương đang tổ chức đại tế đàn, nếu có người hỏi vua Maha Vichita tổ chức đại lễ tế đàn nhưng bị bà la môn chủ tế của vua không thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết thống thanh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ, không bị một vết nhơ nào, một dèm pha nào về vấn đề huyết thống thọ sanh, tôn vương tổ chức đại lễ tế đàn như vậy, lời nói về tôn vương như vậy không đúng sự thật. Vị bà la môn chủ tế của vua thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết thống thanh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ, không bị một vết nhơ nào, một dèm pha nào về vấn đề huyết thống thọ sanh. Do vậy tôn vương nên biết hãy tổ chức tế đàn một cách khiến nội tâm được vui an vui hoan hỷ.
trong khi tôn vương đang tổ chức đại tế đàn. Nhưng vị Bà La Môn chủ tế của vua không phải là nhà phúng tụng, là nhà trì chú, không hiểu ba tập vệ đà với danh nghĩa lễ nghi chữ nguyên, chú giải và lịch sử truyền thống là thứ năm, không hiểu ngữ pháp và văn phạm, biệt tài về thuần thế tự nhiên học và tướng của vị đại nhân. Nhưng vị Bà La Môn chủ tế của vua không có đức hạnh, không có đức độ cao dày, đầy đủ giới hạnh cao dày. Nhưng vị Bà La Môn chủ tế của vua không phải vị bác học tinh luyện sáng suốt, là nhà cầm muộn thứ nhất hay thứ hai. Tôn vương tổ chức đại lễ tế đàn như vậy, lời nói về tôn vương như vậy là không đúng sự thật. Vị Bà La Môn chủ tế của vua là nhà bác học tinh luyện sáng suốt, là nhà cầm muộn thứ nhất hay thứ hai. Do vậy tôn vương nên biết, hãy tổ chức lễ tế đàn một cách khiến nội tâm được hoan hỷ. Này Bà La Môn, vị Bà La Môn chủ tế khi vua đang làm lễ tế đàn đã khuyến giáo trượt tưởng lệ, kích thích và làm tâm của vua được hoan hỷ bằng 16 phương pháp trên. Này Bà La Môn, trong lễ tế đàn này không có trâu bò bị giết, không có dê cừu bị giết, không có gà heo bị giết, không có các loại sinh vật khác nào khác bị sát thương, không có cây cối bị chặt để làm trụ cột tế lễ, không có loại cỏ có băng, loại cỏ đa ba, cỏ cát tường bị cắt rễ xung quanh, bị cắt rải xung quanh đàn tế. Và những người da bọc hay người đem tin hay những người làm thuê không bị dọa nạt bởi hình phạt, không bị dọa nạt bởi hình, không bị dọa nạt bởi sợ hãi, và không làm việc trong than khóc với nước mắt tràn đầy mặt mày. Chúng muốn thì chúng làm, chúng không muốn thì chúng không làm. Chúng làm những gì chúng muốn, chúng không làm những gì chúng không muốn. Tế đàn này được hoàn tất chỉ với dầu xanh tô, thục tô, mật và đường miến. Này Bà La Môn, các sát đế lỵ thân tộc ở tỉnh thành và ngoài tỉnh thành, các đại thần quyến thuộc ở tỉnh thành và ngoài tỉnh thành, các Bà La Môn đại gia ở tỉnh thành và ngoài tỉnh thành, các cư sĩ phú hào ở tỉnh thành và ngoài tỉnh thành, đem theo nhiều tiền bạc của cải đến Ma Hà Vichita và thưa đại vương, tiền bạc của cải rất nhiều này được đem đến để đại vương dùng, đại vương hãy lấy dùng. Này các khách, tiền bạc của cải rất nhiều được xúc tích một cách chính đáng này đối với ta đã vừa đủ. Các khanh hãy giữ các của cải ấy cho các khanh, các khanh có thể đem theo nhiều hơn thế nữa. Các vị bị vua từ ước như vậy đứng qua một bên và bàn luận như sau: tài sản này của chúng ta, nếu chúng ta đem về nhà lại, thật không phải. Vua Ma Hà Vichita tổ chức đại tế đàn, chúng ta hãy tổ chức một hậu tế đàn. Này Bà La Môn, khi các vị sát đế lỵ thân tộc ở tỉnh thành và ngoài tỉnh thành đặt các thí vật phía đông hố tế đàn, các đại thần quyến thuộc ở tỉnh thành và ngoài tỉnh thành đặt các thí vật phía nam hố tế đàn, các Bà La Môn ở đại gia ở tỉnh thành và ngoài tỉnh thành đặt các thí vật phía tây hồ tế tế đàn, các cư sĩ phú hào ở tỉnh thành và ngoài tỉnh thành đặt các thí vật phía bắc hố để hố tế đàn. Này Bà La Môn, trong tế đàn của những vị này cũng vậy, không có trâu bò giết hại,
không có dê cừu bị giết hại, không có sinh vật nào bị sát thương, không có cây cối bị chặt để làm trụ cột tế lễ, không có loại cỏ đang ha cỏ khác thường bị cắt để rải xung quanh đàn tế. Và những người gia bọc hay những người đưa tin hay những người làm thuê không bị dọa nạt bởi hình phạt, không bị dọa nạt bởi sợ hãi, và không làm việc trong than khóc với nước mắt tràn đầy mặt mày. Chúng muốn thì chúng làm, chúng không muốn thì chúng không làm, chúng làm những gì chúng muốn, chúng không làm những gì chúng không muốn. Những tế đàn này được hoàn tất chỉ với dầu xanh tô, thuộc tô, mật và đường miến. Như vậy là bốn sự chấp thuận. Vua Maha Vichita thành tựu tám pháp, Bà La Môn chủ tế thành tựu bốn pháp và cả ba tế lễ. Này Bà La Môn, như vậy gọi là ba pháp tế, là ba tế pháp và 16 tế vật. Khi nghe nói vậy, những Bà La Môn ấy la to hét lớn, cao quý thay lễ tế đàn, vẻ vang thay sự thành tựu của lễ tế đàn. Nhưng Bà La Môn Cù Ta Đa Ta ngồi yên lặng. Các vị Bà La Môn ấy hỏi Bà La Môn Cù Ta Đa Ta, vì sao tôn giả Cù Ta Đa Ta không tán thán và liền thiện thuyết lời thiện thuyết của Sa Môn Gotama? Không phải ta không tán thán là thiện thuyết lời của Sa Môn, lời thiện thiết của Sa Môn Gotama. Nếu ai không tán thán là thiện thiết lời thiện thiết của Sa Môn Gotama thì đầu người ấy sẽ bị tan nát. Nhưng ta hiện đang suy nghĩ Sa Môn Gotama không nói như vậy ta nghe, hay như vậy đáng lẽ đáng phải là thế, mà Ngài chỉ nói khi sự việc xảy ra như vậy, khi ấy sự việc xảy ra như vậy. Và ta nghĩ chắc chắn lúc bấy giờ Sa Môn Gotama là vua Maha Vichita, chủ nhân của lễ tế đàn, hay là vị Bà La Môn chủ lễ tế đàn. Tôn giả Gotama, Ngài có công nhận là mình đứng ra tổ chức lễ tế đàn hay khiến người tổ chức lễ tế đàn? Và sau khi thân hoại mạng chung được sanh ở thiện thú cõi trời, ở đời này, này Bà La Môn, ta công nhận tự mình đứng ra tổ chức lễ tế đàn hay khiến người tổ chức lễ tế đàn, và sau khi thân hoại mạng chung được sanh ở thiện thú cõi trời ở đời này, lúc bấy giờ ta là vị Bà La Môn chủ tế đã đứng ra chủ lễ tế đàn này. Này Bà La, này tôn giả Gotama, có tế đàn nào khác ít phiền tạp hơn, ít diệu hại hơn, nhiều kết quả hơn, nhiều lợi ích hơn lễ tế đàn với ba pháp tế và 16 tế vật này? Này Bà La Môn, có một tế đàn khác ít phiền tạp hơn, ít diệu hại hơn, nhiều kết quả hơn, nhiều lợi ích hơn tế đàn với ba tế pháp và 16 tế vật. Tôn giả Gotama, tế đàn khác ấy là gì mà ít phiền tạp hơn, ít diệu hại hơn, nhiều kết quả hơn, nhiều lợi ích hơn tế đàn với ba tế pháp và 16 tế vật này? Này Bà La Môn, chính là những bố thí thường xuyên, những tế đàn thuận lợi cúng dường cho những vị xuất gia có giới đức. Tế đàn ấy, này Bà La Môn, ít phiền tạp hơn, ít diệu hại hơn, nhiều kết quả hơn, nhiều lợi ích hơn tế đàn với ba tế pháp và 16 tế vật này. Tôn giả Gotama, do nhân gì, do duyên gì mà những bố thí thường xuyên, những tế đàn thuận lợi cúng dường cho những vị xuất gia có giới đức,
tế đàn ấy lại ít phiền tạp hơn, ít diệu hài hơn, nhiều kết quả hơn, nhiều lợi ích hơn tế đàn với ba pháp tế và 16 tế vật này. Này Bà La Môn, các vị A-la-hán hay những vị bước vào con đường A-la-hán không đi đến tế đàn như vậy vì cớ sao? Này Bà La Môn, vì tại đấy có những sự đánh đập bằng roi gậy, có những sự túm cổ lôi kéo. Do vậy các vị A-la-hán hay những vị đã bước vào con đường A-la-hán không đi đến tế đàn như vậy. Những bố thí thường xuyên, những tế đàn thuận lợi cúng dường cho những vị xuất gia có giới đức. Này Bà La Môn, các vị A-la-hán, những vị đã bước vào con đường A-la-hán đi đến những tế đàn như vậy vì cớ sao? Này Bà La Môn, vì tại đấy không thấy những sự đánh đập bằng roi gậy, không có sự tóm cổ để lôi kéo. Do vậy các vị A-la-hán hay những vị đã bước vào con đường A-la-hán đi đến tế đàn như vậy, này Bà La Môn, do nhân ấy, do duyên ấy, những sự bố thí thường xuyên, những tế đàn thuận lợi cúng dường cho những vị xuất gia có giới đức, tế đàn ấy ít phiền tạp hơn, ít nhiễu hại hơn, nhiều kết quả hơn, nhiều lợi ích hơn tế đàn với ba pháp tế và 16 tế vật này. Tôn giả Gotama, có tế đàn nào khác ít phiền tạp hơn, ít nhiễu hại hơn, nhiều kết quả hơn, nhiều lợi ích hơn tế đàn với ba tế pháp, 16 tế vật và những bố thí thường xuyên, những tế đàn thuận lợi này? Này Bà La Môn, có một tế đàn khác ít phiền tạp hơn, ít nhiễu hại hơn, nhiều kết quả hơn, nhiều lợi ích hơn tế đàn với ba pháp tế, 16 tế vật và những bố thí thường xuyên, những tế đàn thuận lợi này. Này Tôn giả Gotama, có tế đàn khác ấy là gì mà ít phiền tạp hơn, ít nhiễu hại hơn, nhiều kết quả hơn, nhiều lợi ích hơn tế đàn với ba pháp tế, 16 tế vật và những bố thí thường xuyên, những tế đàn thuận lợi này? Này Bà La Môn, chính là sự xây dựng tinh xá cho bốn phương tăng. Tế đàn ấy ít phiền tạp hơn, ít nhiễu hại hơn, nhiều kết quả hơn và nhiều lợi ích hơn về tế đàn với ba tế pháp, 16 tế vật và những bố thí thường xuyên, những tế đàn thuận lợi này. Tôn giả Gotama, có tế đàn nào ít phiền tạp hơn, ít nhiễu hại hơn, nhiều kết quả hơn, nhiều lợi ích hơn tế đàn với ba tế pháp, 16 tế vật, những bố thí thường xuyên, những tế đàn thuận lợi và sự cúng dường tinh xá này? Này Bà La Môn, có những tế đàn khác ít phiền tạp hơn, ít nhiễu hại hơn, nhiều kết quả hơn, nhiều lợi ích hơn tế đàn với ba tế pháp và 16 tế vật, những bố thí thường xuyên, những tế đàn thuận lợi và sự cúng dường tinh xá này. Tôn giả Gotama, tế đàn khác ấy là gì mà ít phiền tạp hơn, ít nhiễu hại hơn, nhiều kết quả hơn, nhiều lợi ích hơn tế đàn với ba tế pháp, 16 tế vật, những bố thí thường xuyên, những tế đàn thuận lợi và sự cúng dường tinh xá này? Này Bà La Môn, một ai với tâm thành quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, này Bà La Môn, tế đàn ấy ít phiền tạp hơn, ít nhiễu hại hơn. Thank you.
này Bà La Môn, có một tế đàn khác ít phiền tạp hơn, ít nhiều hài hơn, nhiều kết quả hơn, nhiều lợi ích hơn tế đàn với ba tế pháp và 16 tế vật, những bố thí thường xuyên, những tế đàn thuận lợi và sự cúng dường tinh xá này. Tôn giả Gotama, tế đàn khác ấy là gì mà ít phiền tạp hơn, ít nhiễu hại hơn, nhiều kết quả hơn, nhiều lợi ích hơn tế đàn với ba tế pháp, 16 tế vật, những bố thí thường xuyên, những tế đàn thuận lợi và sự cúng dường tinh xá này? Này Bà La Môn, một ai với tâm thành quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, này Bà La Môn, tế đàn ấy ít phiền tạp hơn, ít nhiễu hại hơn, nhiều kết quả hơn, nhiều lợi ích hơn tế đàn với ba tế pháp, 16 tế vật, sự bố thí thường xuyên, những tế đàn thuận lợi và sự cúng dường tinh xá này. Tôn giả Gotama, có tế đàn nào ít phiền tạp hơn, ít nhiễu hại hơn, nhiều kết quả hơn, nhiều lợi ích hơn tế đàn với ba tế pháp, 16 tế vật, sự bố thí thường xuyên, những tế đàn thuận lợi, sự cúng dường tinh xá và sự quy y này? Này Bà La Môn, có một tế đàn khác ít phiền tạp hơn, ít nhiễu hại hơn, nhiều kết quả hơn, nhiều lợi ích hơn tế đàn với ba tế pháp, 16 tế vật, sự bố thí thường xuyên, những tế đàn thuận lợi, sự cúng dường thường xuyên và những sự quy y này? Này Bà La Môn, có một tế đàn khác ít phiền tạp hơn, ít nhiễu hại hơn, nhiều kết quả hơn, nhiều lợi ích hơn tế đàn với ba tế pháp, 16 tế vật, sự bố thí thường xuyên, những tế đàn thuận lợi, sự cúng dường tinh xá và những sự quy y này? Tôn giả Gotama, tế đàn khác là gì mà ít phiền tạp hơn, ít nhiễu hại hơn, nhiều kết quả hơn, nhiều lợi ích hơn tế đàn với ba tế pháp, 16 tế vật, sự cúng dường bố thí, những tế đàn thuận lợi, sự cúng dường tinh xá và những sự quy y ấy? Này Bà La Môn, một ai với tâm thành thọ trì những giới luật không sát sanh, không thâu đạo, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu. Này Bà La Môn, tế đàn ấy ít phiền tạp hơn, ít nhiễu hại hơn, nhiều kết quả hơn, nhiều lợi ích hơn tế đàn với ba tế pháp, 16 tế vật, sự bố thí thường xuyên, những tế đàn thuận lợi, sự cúng dường tinh xá và những sự quy y này? Này Tôn giả Gotama, có tế đàn nào khác ít phiền tạp hơn, ít nhiễu hại hơn, nhiều kết quả hơn, nhiều lợi ích hơn tế đàn với ba tế pháp, 16 tế vật, sự cúng dường bố thí, những tế đàn thuận lợi, sự cúng dường tinh xá, những sự quy y và những giới luật này? Này Bà La Môn, có một tế đàn khác ít phiền tạp hơn, ít nhiễu hại hơn, nhiều kết quả hơn, nhiều lợi ích hơn tế đàn với ba tế pháp, 16 tế vật, sự bố thí thường xuyên, những tế đàn thuận lợi, sự cúng dường tinh xá, những sự quy y, những giới luật này? Tôn giả Gotama, tế đàn ấy là gì mà ít phiền tạp hơn, ít nhiễu hại hơn, nhiều kết quả hơn, nhiều lợi ích hơn tế đàn với ba tế pháp, 16 tế vật, sự bố thí thường xuyên, những tế đàn thuận lợi, sự cúng dường tinh xá và sự quy y và những giới luật này? Này Bà La Môn, ở đây Đức Như Lai sanh ra đời ứng cúng chánh đẳng giác như kinh Sa Môn Quả, đoạn kinh 40-98. Như vậy Bà La Môn là vị tỳ kheo thành tựu giới hạnh,
chứng và an trú thiện thứ nhất. Này Bà La Môn, tế đàn này ít phiền tạp hơn, ít diệu hại hơn, nhiều kết quả hơn, nhiều lợi ích hơn những tế đàn trước. Thiền thứ hai, thiền thứ ba, chứng và an trú thiền thứ tư. Này Bà La Môn, tế đàn này ít phiền tạp hơn, ít diệu hại hơn, nhiều kết quả hơn, nhiều lợi ích hơn những tế đàn trước, không còn một đời sống khác vì ấy biết như vậy. Này Bà La Môn, tế đàn này ít phiền tạp hơn, ít diệu hại hơn, nhiều kết quả hơn, nhiều lợi ích hơn những tế đàn trước. Này Bà La Môn, không có một lễ tế đàn nào khác cao thượng hơn, thù thắng hơn tế đàn này. Khi nghe nói vậy, Bà La Môn Cù Ta Na Ta thưa với Đức Thế Tôn: Tôn giả Gotama, như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho những người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Vậy nay con xin quy y Thế Tôn Gotama, quy y pháp và quy y tỷ kheo tăng, mong tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử. Từ nay trở đi cho đến mệnh chung, con trọn đời quy ngưỡng tôn giả Gotama. Con xin trả tự do và sự sống cho 700 con bò đực, 700 con bò cái, 700 con bê, 700 con dê và 700 con cừu. Mong chúng được ăn cỏ xanh và uống nước mát, mong chúng được hưởng gió mát. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn liền thử lớp giảng pháp cho Bà La Môn Cù Ta Na Ta, như là thuyết về bố thí, thuyết về trì giới, thuyết về các cõi trời, trình bày sự nguy hiểm, sự hạ liệt, sự nhiễm ô của dục lạc và sự lợi ích của sự xuất ly. Khi Thế Tôn biết tâm Bà La Môn Cù Ta Na Ta đã sẵn sàng, đã nhu thuận, không còn chướng ngại, được phấn khởi, được tinh thành, liền thuyết pháp mà chư Phật đã chứng ngộ, tức là khổ tập diệt đạo, cũng như tấm vải thuần bạch được gột rửa các vết đen sẽ rất dễ thấm màu nhuộm. Cũng vậy, chính tại chỗ ngồi này, pháp nhãn vô trần ly cấu khởi lên trong tâm Bà La Môn Cù Ta Na Ta. Pháp gì, phàm pháp gì sanh khởi, pháp ấy sẽ bị hòa diệt. Khi ấy Bà La Môn Cù Ta Na Ta pháp thấy pháp, chứng pháp, ngộ pháp, thể nhập vào pháp, nghi ngờ tiêu trừ do diệt tận, do dự diệt tận, chứng được tự tính, không yên cứ nơi người mới, nơi người đối với đạo pháp của Đức Bổn Sư. Liền bạch Thế Tôn: mong tôn giả Gotama, ngày mai cùng chung tỳ kheo nhận lời mời đến dùng cơm do con mời. Đức Thế Tôn im lặng nhận lời. Lúc bấy giờ, Bà La Môn Cù Ta Na Na được Thế Tôn được biết Đức Thế Tôn đã nhận lời, liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Đức Thế Tôn, thân phía hữu hướng về Đức Phật và từ biệt. Rồi Bà La Môn Cù Ta Na Ta khi đêm vừa tàn liền cho làm sẵn sàng tại nhà các món thượng vị loại cứng và loại mềm, rồi báo thì giờ cho Đức Thế Tôn: giờ đã đến, tôn giả Gotama, cơm đã sẵn sàng. Khi ấy Đức Thế Tôn buổi sáng đắp y cầm theo y bát và cùng với chúng tỳ kheo đi đến cư xá của Bà La Môn Cù Ta Na Ta. Sau khi đến liền ngồi trên chỗ đã soạn sẵn, Bà La Môn Cù Ta Na Ta tự tay làm cho chúng tỳ kheo với Đức Phật là vị dẫn đầu thỏa mãn với những món thượng vị loại cứng và loại mềm. Lúc bấy giờ Bà La Môn Cù Ta Na Ta
Sau khi được biết Đức Thế Tôn dùng cơm đã xong, đã rửa tay và bát, liền lấy một ghế thấp khác và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Cù Ta Đa Ta ngồi xuống một bên Đức Thế Tôn. Với một thời thuyết pháp giảng dạy, khích lệ, kích thích và làm cho Bà La Môn Cù Ta Đa Ta hoan hỷ, từ chỗ ngồi đứng dậy và từ biệt. Kinh Ma Hà Ly, Ma Hà Ly, Ma Hà Ly Sutta. Như vậy tôi nghe, một thời Đức Thế Tôn trú tại Vesali Tỳ Xá Ly ở giảng đường Trùng Cát. Trong Đại Lâm, lúc bấy giờ một số đông sứ giả Bà La Môn nước Kosala Câu Tất La và nước Magadha Mang Kiệt Đà đang ở tại Vesali vì một vài công việc. Những vị sứ giả ấy được nghe như sau: các tôn giả Sa Môn Gotama là thích tử xuất gia từ dòng họ Thích Ca, hiện nay đang trú tại Vesali ở giảng đường Trùng Cát. Rừng Đại Lâm tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi về Sa Môn Gotama. Ngài là bậc Thế Tôn A-la-hán chánh đẳng giác minh hạnh túc, thiện thệ thế gian giải vô thường sĩ, Điều Ngự Trường Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Ngài đã tự chứng ngộ thế giới này với thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, với cả chúng sa môn, bà la môn, chư thiên và loài người, tự chứng ngộ và hiển thị cho mọi loài được biết. Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, trình bày phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh. Nếu được ý kiến một vị A-la-hán như vậy thì rất quý. Những vị sứ giả Bà-la-môn ở Kosala và nước Magadha ấy đi đến giảng đường tại rừng Đại Lâm. Lúc bấy giờ, Đại Đức Gà Tiên Nagita là vị thị giả Đức Thế Tôn. Những vị sứ giả Bà La Môn ở Kosala ở Magadha đi đến chỗ Đại Đức Nagita ở và thưa: tôn giả Nagita, hiện nay tôn giả Gotama ở đâu? Chúng tôi muốn đến ý kiến tôn giả Gotama. Các hiền giả, nay không phải thời ý kiến Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn đang chỉ tịnh. Những sứ giả Bà La Môn ở Kosala và Magadha liền ngồi xuống tại chỗ một bên và nói: sau khi được ý kiến tôn giả Gotama, chúng tôi mới đi Othada Môi Thỏ, người Lichavi, cùng với một số đông dân chúng ở Lichavi cũng đến giảng đường Trùng Cát trong Đại Lâm. Ngài Đại Đức Nigantha đảnh lễ vị này rồi đứng một bên. Othada, người Lichavi thưa với Đại Đức Nagita: hiện nay Đức Thế Tôn A-la-hán chánh đẳng giác ở tại đâu? Chúng con muốn ý kiến Đức Thế Tôn A-la-hán chánh đẳng giác. Ma Hà Ly, nay không phải thời đến ý kiến Thế Tôn. Đức Thế Tôn đang chỉ tịnh. Othada, người Lichavi, liền ngồi xuống một bên tại chỗ ấy và nói: sau khi được ý kiến Đức Thế Tôn A-la-hán chánh đẳng giác, con mới đi. Khi ấy Sa-di Sì Ha đến đại đức Lì Gia Ta đảnh lễ Đại Đức và đứng một bên. Sau khi đứng một bên, Sa Di Sì Ha nói với Đại Đức Nà Di Ta: bạch Đại Đức Ca Sa Pha Ca Diếp, một số đông sứ giả Bà La Môn ở Kosala và Magadha đã đến đây để ý kiến Đức Thế Tôn. Othada, người Lichavi, cũng đến đây với số đông dân chúng Lichavi để ý kiến Đức Thế Tôn. Đại Đức Kassapa, lành thay nếu những vị này được ý kiến Đức Thế Tôn. Vị Sì Kha,
Xì ha, hãy thưa với Đức Thế Tôn, thưa vâng bạch Đại Đức Sa Di Xì ha, vâng theo lời dạy của Đại Đức Nì Di Ta. Nàng Di Ta đến tại chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ Ngài và đứng một bên. Sa Di Xì ha, sau khi đứng một bên liền bạch Đức Thế Tôn. Bạch Đức Thế Tôn, một trong số đóng sứ giả, sứ giả Bà La Môn ở Kosala và Magadha đến đây để ý kiến Đức Thế Tôn Othana. Người Ly Cha Vi cùng một số đông dân chúng Ly Cha Vi đã đến đây để ý kiến Đức Thế Tôn. Lành thay nếu những vị này được ý kiến Đức Thế Tôn. Này Sì Ha, hãy dọn chỗ ngồi trong bóng mát trước mặt ngôi tinh xá thư vân bạch Thế Tôn. Sa Di Sì Ha, vâng theo lời dạy Đức Thế Tôn, sắp đặt một chỗ ngồi trong bóng mát trước mặt ngôi tinh xá. Đức Thế Tôn đi ra khỏi tinh xá và ngồi trên chỗ đã soạn sẵn trong bóng mát trước mặt ngôi tinh xá. Rồi cả sứ giả Bà La Môn ở Kosala và Magadha đến tại chỗ Đức Phật, nói lên những lời chúc tụng thân hữu xã giao với Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Othana, người Ly Cha Vi cùng với một số lớn dân Ly Cha Vi đến tại chỗ Đức Phật đảnh lễ Ngài và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Othana, người Ly Cha Vi thưa với Thế Tôn. Bạch Đại Đức, hai ba ngày về trước, Sunakata dòng họ Ly Cha Vi đến chỗ con và nói với con: Này Mahali, từ khi tôi sống gần Đức Phật không lâu quá 3 năm, tôi được thấy những thiên sắc mỹ diệu thích thú phấn khởi, nhưng không được nghe các thiên âm mỹ diệu thích thú phấn khởi. Bạch Thế Tôn, những thiên âm mà Sumakata dòng họ Ly Cha Vi không nghe, những thiên âm mỹ diệu thích thú phấn khởi, không hiểu những thiên âm ấy có thật hay không có thật. Này bà, này Mahali, những thiên âm mà Sunakata dòng họ Ly Cha Vi không nghe, những thiên âm mỹ diệu thích thú phấn khởi, những thiên âm ấy có thật không phải không có? Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì những thiên âm mà Sunakata dòng họ Ly Cha Vi không nghe, những thiên âm mỹ diệu thích thú phấn khởi, những thiên âm ấy có thật không phải là không có? Này Mahali, có tỷ kheo tu đạo nhất hướng hướng về phía đông mục. Với mục đích thấy các thiên sắc mỹ diệu thích thú phấn khởi, nhưng không mục đích nghe các thiên âm mỹ diệu thích thú phấn khởi, vị này tu định nhất hướng về phía đông với mục đích ấy cả thiên sắc mỹ diệu thích thú phấn khởi, nhưng không với mục đích nghe cả thiên âm mỹ diệu thích thú phấn khởi, nên vị này thấy được về phía đông cả thiên sắc mỹ diệu thích thú phấn khởi, nhưng không nghe cả thiên âm mỹ diệu thích thú phấn khởi. Vì sao vậy? Này Mahali, vì những tỳ kheo này trong khi tu định nhất hướng hướng về phía đông với chỉ với mục đích thấy cá thiên sắc mỹ diệu thích thú phấn khởi, nhưng không với mục đích nghe cá thiên âm mỹ diệu thích thú phấn khởi. Lại nữa, này Mahali, có vị tỳ kheo tu định hướng hướng về phía nam, hướng về phía bắc, hướng về phía trên dưới, ngang với mục đích thấy cá thiên hương sắc mỹ diệu thích thú phấn khởi, nhưng không với mục đích nghe cá thiên âm mỹ diệu thích thú phấn khởi. Vì vị này tu định nhất hướng
hướng về phía nam, phía tây, phía bắc, về phía trên dưới ngang, mục đích thấy cá thiên sắc mỹ diệu thích thú phấn khởi, như hầu với mục đích nghe cá thiên âm mỹ diệu thích thú phấn khởi, nên vị này thấy được về phía nam, phía tây, phía bắc, phía trên dưới ngang với cá thiên sắc mỹ diệu thích thú phấn khởi, nhưng không nghe cá thiên âm mỹ diệu thích thú phấn khởi. Vì sao vậy? Này Mahali, vì tỷ kheo này trong khi tu định hướng, hướng về phía nam, phía tây, phía bắc, phía trên dưới ngang, chỉ với mục đích thấy cá thiên sắc mỹ diệu thích thú phấn khởi, nhưng không với mục đích nghe cá thiên âm mỹ diệu thích thú phấn khởi. Này Mahali, có những vị tu định nhất hướng, hướng về phía đông với mục đích nghe cá thiên âm mỹ diệu thích thú phấn khởi, nhưng không với mục đích thấy cá thiên sắc mỹ diệu thích thú phấn khởi. Vị này tu định nhất hướng, hướng về phía đông với mục đích nghe cá thiên âm mỹ diệu thích thú phấn khởi, nhưng không với mục đích thấy cá thiên sắc mỹ diệu thích thú phấn khởi. Nên vị này nghe được về phía đông cá thiên âm mỹ diệu thích thú phấn khởi, nhưng không thấy được cá thiên sắc mỹ diệu thích thú phấn khởi. Vì sao vậy? Này Mahali, vì tỷ kheo này trong khi tu tịnh nhất hướng, hướng về phía đông, chỉ với mục đích nghe cá thiên âm mỹ diệu thích thú phấn khởi, nhưng không với mục đích thấy cá thiên sắc mỹ diệu thích thú phấn khởi. Lại nữa, này Mahali, có tỷ kheo tu định nhất hướng, hướng về phía nam, phía tây, về phía bắc, về phía trên dưới ngang, với mục đích nghe cá thiên âm mỹ diệu thích thú phấn khởi, nhưng không với mục đích thấy cá thiên sắc mỹ diệu thích thú phấn khởi. Vì vị này tu định nhất hướng, hướng về phía nam, phía tây, phía bắc, trên dưới, với mục đích nghe cá thiên âm mỹ diệu thích thú phấn khởi, nhưng không với mục đích thấy cá thiên sắc mỹ diệu thích thú phấn khởi. Nên vị này nghe được về phía nam, phía tây, phía bắc, phía trên, dưới, ngang với cá thiên âm mỹ diệu thích thú phấn khởi, nhưng không thấy được cá thiên sắc mỹ diệu thích thú phấn khởi. Vì sao vậy? Này Mahali, vì tỷ kheo này trong khi tu định nhất hướng, hướng về phía nam, phía tây, phía bắc, phía trên, dưới, ngang, chỉ với mục đích nghe cá thiên âm mỹ diệu thích thú phấn khởi, nhưng không với mục đích ấy cá thiên sắc mỹ diệu thích thú phấn khởi. Này Mahali, có tỷ kheo tu định hướng, hướng về phía đông với mục đích thấy cá thiên sắc mỹ diệu thích thú phấn khởi, với mục đích nghe cá thiên âm mỹ diệu thích thú phấn khởi. Vị này tu định nhị hướng, hướng về phía đông với mục đích thấy cá thiên sắc mỹ diệu thích thú phấn khởi, và với mục đích nghe cá thiên âm mỹ diệu thích thú phấn khởi. Nên vị này hướng về phía đông thấy được cá thiên sắc mỹ diệu thích thú phấn khởi, và nghe được cá thiên âm mỹ diệu thích thú phấn khởi. Vì sao vậy? Này Mahali, vì tỷ kheo này trong khi tu định nhị hướng, hướng về phía đông với mục đích thấy cá thiên sắc mỹ diệu thích thú phấn khởi, và mục đích nghe cá thiên âm mỹ diệu thích thú phấn khởi. Này Mahali, có vị tỳ kheo tu định hướng, hướng về phía nam, phía tây, phía bắc, về phía trên, dưới, ngang với mục đích thấy cá thiên sắc mỹ diệu thích thú phấn khởi, và với mục đích nghe cá thiên âm mỹ diệu thích thú phấn khởi. Vị này tu định hướng, hướng về phía nam, phía tây, phía bắc, phía trên, dưới, ngang với mục đích thấy cá thiên sắc mỹ diệu thích thú phấn khởi.
với mục đích nghe cả thiên âm mỹ diệu thính thú phấn khởi, nên vị này hướng về phía nam, phía tây, phía bắc, trên dưới ngang, thấy cả thiên sắc mỹ diệu thính thú phấn khởi và nghe cả thiên âm mỹ diệu thính thú phấn khởi. Vì ở sau này Mahali, vì vị tỳ kheo này trong khi tu định hướng về phía nam, phía tây, phía bắc, phía trên, dưới, ngang, với mục đích thấy cả thiên sắc mỹ diệu thính thú phấn khởi, với mục đích nghe cả thiên âm mỹ diệu thính thú phấn khởi. Này Mahali, do nhân này, do duyên này, những thiên âm mà Sunakata, dòng họ Lijavi không nghe những thiên âm mỹ diệu thính thú phấn khởi, những thiên âm ấy có thật không phải là không có. Vậy Thế Tôn, như vậy có phải chứng được các pháp thiền định ấy mà các tỷ kheo sống đời sống phạm hạnh với sự chỉ dạy của Thế Tôn? Này Mahali, không phải muốn chứng được các pháp thiền định ấy mà các tỷ kheo sống đời phạm hạnh với sự chỉ dạy của ta. Này Mahali, có những pháp khác cao thượng hơn, thù thắng hơn, vì muốn chứng được những pháp ấy, các vị tỷ kheo sống đời phạm hạnh với sự chỉ dạy của ta. Bạch Thế Tôn, những pháp ấy cao thượng hơn, thù thắng hơn là gì mà các vị tỷ kheo vì muốn chứng được những pháp ấy sống đời phạm hạnh với sự chỉ dạy của Thế Tôn? Này Mahali, ở đây tỷ kheo đứt đoạn dứt ba kiết sử, thành bậc dự lưu không đọa ác thú, chắc chắn đạt quả bồ đề. Này Mahali, pháp này cao thượng và thù thắng hơn, vì muốn chứng được pháp này các tỷ kheo sống phạm hạnh với sự chỉ dạy của ta. Lại nữa, này Mahali, tỳ kheo đoạn dứt ba kiết sử, làm nhẹ bớt tham sân si, thành bậc dứt lai, còn phải sanh lại trong đời này một lần nữa trước khi diệt hẳn khổ đau. Này Mahali, pháp này cao thượng hơn và thù thắng hơn, vì muốn chứng được pháp này các tỳ kheo sống phạm hạnh với sự chỉ dạy của ta. Lại nữa, này Mahali, vì tỳ kheo đã đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, thành vị hóa sanh nhập niết bàn tại đây, không còn trở lui trạng thái này nữa. Này Mahali, pháp này cao thượng hơn và thù thắng hơn, vì muốn chứng được pháp này các tỳ kheo sống phạm hạnh với sự chỉ dạy của ta. Lại nữa, này Mahali, vì tỳ kheo do đoạn trừ các lậu hoặc ngay trong hiện tại tự mình chứng tri, chứng ngộ và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Này Mahali, pháp này cao thượng hơn và thù thắng hơn, vì muốn chứng được pháp này và cả tỳ kheo sống phạm hạnh với sự chỉ dạy của ta. Này Mahali, những pháp cao thượng và thù thắng này, vì muốn chứng được pháp ấy, các tỳ kheo sống phạm hạnh với sự chỉ dạy của ta. Bạch Thế Tôn, có con đường nào, có đạo lộ nào đưa đến sự chứng ngộ pháp ấy? Này Mahali, có con đường, có đạo lộ đưa đến sự chứng ngộ những pháp ấy. Bạch Thế Tôn, con đường đạo lộ đưa đến sự chứng ngộ những pháp ấy là gì? Đó là con đường tám thánh có tám ngành: chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Này Mahali, con đường này, đạo lộ này đưa đến sự chứng ngộ những pháp ấy. Này Mahali, một thời ta ở Kosambi, vườn Gositarama, lúc bấy giờ có hai người xuất gia Manisa, một vị du sĩ và Chaliya đệ tử của
Đà Ru Pha Ta Ca. Đến tại chỗ ta ở, nói lên những lời chúc tụng thân hữu và xã giao với ta rồi đứng một bên. Sau khi đứng một bên, hai vị xuất gia nói với ta như sau: Này hiền giả, mạng căn và thân thể là một hay là khác? Này hiền giả, hãy nghe và khéo tác ý ta sẽ nói. Vâng hiền giả, hai vị xuất gia trả lời ta như thế. Và ta nói như sau: Này hiền giả, ở đây Như Lai ra đời là vị A-la-hán chánh đẳng giác, như kinh Sa Môn Quả đoạn kinh 41-82. Này hiền giả, như vậy vị tỳ kheo thành tựu giới hạnh chứng và an trú thiền thứ nhất. Này hiền giả, khi tỳ kheo biết như vậy, thấy như vậy, vị ấy sẵn sàng đề cập đến vấn đề mạng căn và thân thể một hay khác không? Này hiền giả, tỳ kheo biết như vậy, thấy như vậy, vị ấy sẵn sàng đề cập đến vấn đề mạng căn và thân thể một hay hai khác. Này hiền giả, tuy ta biết như vậy, thấy như vậy, nhưng ta không nói mạng căn và thân thể là một hay khác. Chứng và an trú thiền thứ hai, thiền thứ ba, thiền thứ tư. Này hiền giả, khi tỳ kheo biết như vậy, thấy như vậy, vị ấy sẵn sàng đề cập đến vấn đề mạng căn và thân thể một hay khác không? Này hiền giả, tỳ kheo biết như vậy, thấy như vậy, vị ấy sẵn sàng đề cập đến vấn đề mạng căn và thân thể một hay hai khác. Này hiền giả, tuy ta biết như vậy, thấy như vậy, nhưng ta không nói mạng căn và thân thể là một hay khác. Vì ấy hướng tâm dẫn tâm đến tri kiến. Này hiền giả, khi vị tỳ kheo biết như vậy, thấy như vậy, vị ấy có sẵn sàng đề cập đến vấn đề mạng căn và thân thể một hay hai khác không? Này hiền giả, vị tỳ kheo biết như vậy, thấy như vậy, vị ấy sẵn sàng đề cập đến vấn đề mạng căn và thân thể là một hay hai khác. Này hiền giả, tuy ta biết như vậy, thấy như vậy, nhưng ta không nói mạng căn thân thể là một hay hai khác. Vì ấy biết sau đời này sẽ không còn đời khác nữa. Này hiền giả, khi tỳ kheo biết như vậy, thấy như vậy, vị ấy có sẵn sàng đề cập đến vấn đề mạng căn và thân thể một hay hai khác không? Này hiền giả, vị tỳ kheo biết như vậy, thấy như vậy, vị ấy sẵn sàng đề cập đến vấn đề mạng căn và thân thể một hay hai khác. Này hiền giả, tuy ta biết như vậy, thấy như vậy, nhưng ta không nói mạng căn và thân thể là một hay khác. Đức Thế Tôn thuyết như vậy, Ô Tha Đa người Ly Cha Vi hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Kinh Trà Ly Gia Sutta. Kinh này giống kinh Ma Hà Ly số 6 từ 15 đến 19 vừa nói đến trước. Nam Mô Sa Kya Mâu Ni Buddha Gotama Chiến Thắng Bậc Trí Đức Viên Mãn. Thật phi diệu thai bạch Thế Tôn, thật phi diệu thai bạch Thế Tôn, như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho những người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Nay chúng con xin quy y với Thế Tôn, chúng con xin quy y với chánh pháp của Thế Tôn, chúng con xin quy y với chúng tỳ kheo tăng đoàn thể hòa hợp từ bi yêu thương của Thế Tôn. Xin Thế Tôn nhận cho chúng con làm đệ tử, và từ nay cho đến mệnh chung, chúng con xin trọn lòng quy ngưỡng.
Nam Mô Sakya Muni Buddha Gotama Chiến Thắng Bậc Trí Đức Viên Mãn. Nam Mô Đại Tạng Kinh Nguyên Thủy Nikaya.